Kính thưa quý vị, ứng viên Chủ tịch Hạ viện Mỹ từ Đảng Cộng Hòa, ông Kevin McCarthy đã không giành được đủ sự ủng hộ để đảm nhận vị trí này trong cuộc bỏ phiếu ngày 4 tháng 1. Đảng Cộng Hòa tiếp tục bị chia rẽ khi hơn 20 thành viên của đảng này tiếp tục ngáng đường ông McCarthy trở thành lãnh đạo Hạ viện, kế nhiệm bà Nancy Pelosi của Đảng Dân Chủ. Sau các cuộc bỏ phiếu lần thứ tư và thứ năm để bầu ra Chủ tịch Hạ viện Mỹ, ông McCarthy, thành viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện, chỉ giành được 201 trong số 218 phiếu bầu cần thiết. 20 thành viên của Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu cho Hạ nghị sĩ Brian Donald, bang Florida. Trong khi đó, một đảng viên Cộng Hòa đã từ chối ủng hộ một ứng viên cụ thể. Và tất cả 212 thành viên Đảng Dân Chủ tại Hạ viện đã bỏ phiếu cho Hakeem Jeffries, lãnh đạo của họ, cho vị trí đứng đầu Hạ viện. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng sự chậm trễ trong việc lựa chọn người đứng đầu Hạ viện có thể khiến các đồng minh và đối thủ của Mỹ nghi ngờ khả năng phục hồi của nền Dân Chủ sau tình trạng hỗn loạn do cuộc bạo loạn Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 gây ra. Đây không phải là một hình ảnh tốt. Tôi cho rằng có một chút xấu hổ vì việc này kéo dài quá lâu và cách họ làm việc với nhau. Cả thế giới đang theo dõi liệu chúng ta có thể cùng nhau hành động hay không. Đây là nước Mỹ và tôi hy vọng họ cùng nhau hành động. Như vậy, thế bế tắc tại Hạ viện Mỹ vẫn chưa được giải tỏa khi liên tiếp các cuộc bỏ phiếu diễn ra trong 2 ngày mà vẫn chưa tìm ra chủ tịch. Dự kiến các đảng viên Cộng Hòa sẽ nhóm họp vào 8 giờ tối mùng 4 tháng 1 theo giờ địa phương để tìm ra phương án giải quyết tình thế.